Như vậy là mình đã đan xong hàng 28 với toàn bộ mũi ca rồi. Tiếp theo hàng 29 các bạn sẽ đan như sau. Đầu tiên các bạn sẽ vắt len lên để tạo thành một mũi gian over. Tiếp theo đan K2 TOG. K3. 1 2 3. Gian over K1. Gian over K3. 1 2 3. SKP. Gian over SKP. K4. 1 2 3 4. Kết thúc cụm công thức thứ nhất. Tiếp theo cụm công thức thứ hai thì từ cụm công thức thứ hai các bạn chú ý một chút nha, tại vì mình sẽ lặp lại từ cụm công thức thứ hai. Đầu tiên các bạn sẽ đan K1. Bắt đầu của cụm công thức thứ hai nha. Đầu tiên sẽ là một mũi K1. Tiếp theo K2 TOG. Zanover K2 TOG. K3. 1 2 3. Zanover K1. Zanover K3. 1 2 3. SKP. Zanover SKP. K4. 1 2 3 4. Kết thúc cụm công thức thứ hai. Từ đây các bạn sẽ tiến hành lặp lại từ cụm công thức thứ hai cho đến hết hàng thứ 29 giúp mình nha. Như vậy là mình đã đan đến cụm cuối cùng của hàng 29 và mình còn dư lại 3 mũi trên kim trái. Tiếp theo mình sẽ đan một mũi K. Sau đó đan một mũi K2 TOG. Vậy là kết thúc hàng 29 ha. Tiếp theo hàng thứ 30 các bạn sẽ đan cho mình một hàng toàn bộ mũi K. Các bạn đan hết các mũi K cho đến hết hàng 30 giúp mình nha. Mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng thứ 31. Và cái họa tiết của mình cũng sắp hoàn thành rồi nha. Như vậy là mình đã đan xong hàng thứ 30 với toàn bộ mũi K rồi. Tiếp theo hàng thứ 31 các bạn sẽ đan như sau. Cụm đầu tiên và cụm cuối cùng của hàng á, nó luôn luôn khác những cụm còn lại ha. Thường thì mình sẽ lặp lại ở cụm thứ hai. Đầu tiên kiện các bạn sẽ vắt len lên để tạo thành một mũi gian over. Tiếp theo K2 TOG. K4. 1 2 3 4. Gian over K1. Gian over K4. 1 2 3 4. SKP. Gian over SKP. K3. 1 2 3. Kết thúc cụm công thức của hàng. Kết thúc cụm công thức thứ nhất. Tiếp theo cụm công thức thứ hai mình sẽ đan như sau. Đầu tiên các bạn sẽ đan một mũi K2 TOG, bắt đầu của cụm thứ hai ha. Đầu tiên một mũi K2 TOG. Gian over K2 TOG. K4. 1 2 3
4 Zanover K1 Zanover K4 1 2 3 4 SKP Zanover SKP 3 1 2 3 kết thúc cụm công thức thứ hai và từ đây các bạn sẽ tiến hành lặp lại từ cụm công thức thứ hai cho đến hết hàng thứ 31 giúp mình nha. Cụm cuối cùng thì nó sẽ hơi có một chút đặc biệt, mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cụm cuối cùng. Như vậy là mình đã đang đến cụm cuối cùng của hàng 31 rồi và mình còn dư lại hai mũi ở bên kim trái này. Tiếp theo thì mình sẽ đan một mũi K2 TOG kết thúc hàng thứ 31 ha. Tiếp theo hàng thứ 32 các bạn sẽ đan cho mình một hàng toàn bộ mũi K. Các bạn đan một hàng 32 toàn bộ mũi K đến hết hàng giúp mình nha. Mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng thứ 33. Như vậy là mình đã đan xong hàng thứ 32 với toàn bộ mũi K rồi. Tiếp theo hàng thứ 33 các bạn sẽ đan như sau. Đầu tiên các bạn sẽ đan K1. Tiếp theo Zanover. SKP. K9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K2TOG Zanover SKP à xin lỗi K2TOG Zanover K1 Zanover SKP K1 K2TOG Zanover kết thúc cụm công thức thứ nhất. Và ở đây mình sẽ lặp lại cụm công thức thứ nhất này cho đến hết hàng ha. Đến hàng thứ 33 này thì các cụm công thức nó đã giống nhau rồi ha. Mình sẽ lặp lại cụm công thức thêm một lần nữa. Bắt đầu cụm công thức đầu tiên sẽ là một mũi K này. Mũi cuối cùng của cụm là một mũi Zanover ha và mũi đầu tiên của cụm là một mũi K. Tiếp theo Zanover. SKP. SKP là mũi giảm ha. K9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K2TOG Zanover K1 Zanover SKP K1 K2TOG Zanover kết thúc cụm công thức thứ hai. Tiếp theo các bạn lại tiếp tục lặp lại từ cụm công thức. Các bạn sẽ lặp lại cụm công thức cho đến hết hàng giúp mình nha. Ở đây cụm công thức thứ nhất và thứ hai nó đã giống y chang nhau rồi. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng giúp mình thôi ha. Như vậy là mình đã đan xong hàng thứ 33 rồi ha. Và cái mũi cuối cùng của cụm sẽ là một mũi Zanover. Các bạn đừng quên mũi này nha, nếu không sẽ bị thiếu mũi.
Tiếp theo hàng thứ 34, các bạn sẽ đan cho mình một hàng toàn bộ mũi ca. Các bạn đan hết hàng 34 với các mũi ca và mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng 35 nha. Cụm công thức chỉ còn mấy hàng nữa là xong rồi các bạn. À, phần họa tiết chỉ còn mấy hàng nữa là xong rồi. Tiếp theo hàng thứ 35 các bạn sẽ đan như sau. Trước tiên các bạn sẽ bỏ cái đánh dấu này ra ha. Sau đó các bạn sẽ đưa một mũi ở bên kim phải về bên kim trái này. Sau đó các bạn sẽ đặt một cái đánh dấu vào đây. Để khi mà mình hướng dẫn á, các cụm nó sẽ giống nhau cho dễ ha. Thì ở đây khi mà mình đã chuyển một mũi từ kim phải về kim trái, mình sẽ có được một mũi và mình đã đan sẵn mũi này luôn rồi ha. Và mình sẽ tính ở đây là mũi đầu tiên của cụm nha. Tiếp theo các bạn sẽ đan K2. 1 2 Zanover SKP. K7. 1 2 3 4 5 6 7 K2 TOG. Zanover K3. 1 2 3 Zanover đan mũi chập 3. Thì mũi chập 3 các bạn sẽ đan như sau. Đầu tiên các bạn sẽ trượt một mũi qua kim phải không đan. Tiếp theo các bạn sẽ đan một mũi K2 TOG. Sau đó các bạn vắt cái mũi mà các bạn trượt qua kim phải này này, vòng qua cái mũi K2 TOG. Và mình sẽ gọi đây là mũi chập 3 nha. Cái mũi chập 3 này là mình đã giảm được 2 mũi rồi đó. Và Zanover kết thúc cụm công thức. Mình sẽ lặp lại cụm công thức này thêm một lần nữa nha. Đầu tiên các bạn sẽ đan K3. 1 2 3 Zanover SKP. K7. 1 2 3 4 5 6 7 K2 TOG. Zanover K3. 1 2 3 Zanover đan mũi chập 3. Zanover kết thúc cụm công thức. Và các bạn để ý ha, mũi cuối cùng của mình, mũi cuối cùng của cụm công thức sẽ là một mũi Zanover. Các bạn đừng quên mũi Zanover này nha, nếu không sẽ bị thiếu mũi. Và các bạn tiếp tục lặp lại cụm công thức như vậy cho đến hết hàng. Ở đây mình đã hình thành được một cái lá rồi nè các bạn. Như vậy là mình đã đan đến cụm cuối cùng của hàng thứ 35 rồi ha. Và do mình chuyển một mũi từ kim phải sang kim trái nên bây giờ các cụm nó đã trùng khớp với nhau rồi. Tiếp theo hàng thứ 36. Các bạn chú ý nha, một mũi cuối cùng của hàng thứ 35 là một mũi Zanover. Tiếp theo hàng thứ 36 các bạn sẽ đan cho mình một hàng toàn bộ mũi ca. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng 37 nha. Như vậy là mình đã đan xong hàng thứ 36 với toàn bộ mũi ca. Tiếp theo hàng thứ 37 các bạn sẽ đan như sau. Đầu tiên các bạn sẽ đan K4. 1 2 3 4 Zanover SKP. SKP là mũi giảm ha. K5. 1 2
3 4 5 K2TOG Zanover K7 1 2 3 4 5 6 7. Kết thúc cụm công thức. Và đến đây các bạn cứ tiến hành lặp lại cụm công thức này cho đến hết hàng. Mình sẽ lặp lại cụm công thức thêm một lần nữa nha. Đầu tiên các bạn sẽ đăng K4. 1 2 3 4 Zanover SKP K5 1 2 3 4 5 K2TOG Zanover K7 1 2 3 4 5 6 7. Kết thúc cụm công thức. Các bạn tiếp tục lặp lại như vậy cho hết hàng thứ 37. Sau đó hàng 38 các bạn sẽ đan cho mình một hàng toàn bộ mũi K. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng 39 nha. Như vậy là mình đã đan xong hàng thứ 38 với toàn bộ mũi K rồi ha. Tiếp theo hàng 39 các bạn sẽ đan như sau. Đầu tiên các bạn sẽ đan K5. 1 2 3 4 5 Zanover SKP K3 1 2 3 K2TOG Zanover K8 1 2 3 4 5 6 7 8. Kết thúc cụm công thức. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành lặp lại cụm công thức này cho đến hết hàng ha. Mình sẽ làm lại thêm một lần nữa. Đầu tiên sẽ là K5. 1 2 3 4 5 Zanover SKP K3 1 2 3 K2TOG Zanover K8 1 2 3. Bốn, năm, sáu, bảy, tám. Kết thúc cụm công thức. Các bạn tiếp tục lặp lại cụm công thức cho đến hết hàng thứ 39. Sau đó hàng thứ 40 các bạn sẽ đan một hàng toàn bộ mũi K giúp mình nha. Mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng 41. Như vậy là mình đã đan xong hàng 41 với toàn 40 với toàn bộ mũi K. Tiếp theo hàng 41 các bạn sẽ đan như sau. Đầu tiên các bạn sẽ đan K6. 1 2 3 4 5 6 Zanover SKP K1 K2TOG Zanover K9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kết thúc cụm công thức. Các bạn sẽ lặp lại cụm công thức này cho đến hết hàng ha. Và mình sẽ làm lại thêm một lần nữa nha. Đầu tiên sẽ là K6. 1 2 3 4 5 6 Zanover SKP K1 K2TOG Zanover K9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kết thúc cụm công thức.
Các bạn sẽ đan như vậy cho đến hết hàng thứ 41 giúp mình. Sau đó hàng thứ 42 các bạn sẽ đan một hàng toàn bộ mũi ca. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng thứ 43 nha. Như vậy là mình đã đan xong hàng 42 với toàn bộ mũi ca rồi. Tiếp theo hàng thứ 43 mình sẽ đan như sau. Đầu tiên các bạn sẽ đan K7. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếp theo Sun Over đan mũi trụm 3. Trượt một mũi qua kim phải này, K2 TOG. Bắt cái mũi trượt qua kim phải, vòng qua mũi K2 TOG. Và đây là gọi là mũi trụm 3 ha. Sun Over đan xong mũi. Trước khi đan mũi trụm 3 có một mũi Sun Over, và sau khi đan xong mũi trụm 3 cũng có một mũi Sun Over. K10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kết thúc cụm công thức. Các bạn tiếp tục lặp lại cụm công thức này cho đến hết hàng giúp mình ha. Mình sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Đầu tiên là K7. 1 2 3 4 5 6 7 Sun Over đan mũi trụm 3. Sun Over K10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kết thúc cụm công thức. Các bạn tiếp tục lặp lại như vậy cho đến hết hàng thứ 43. Sau đó hàng thứ 44 các bạn sẽ đan một hàng toàn bộ mũi ca giúp mình nha. Và như vậy là sau khi đan xong 44 hàng là mình đã hoàn thành cái phần họa tiết rồi nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn đã đan xong hàng 44 với lại toàn bộ mũi ca ha. Như vậy là mình đã đan xong hàng thứ 44 của phần họa tiết này rồi. Và hàng thứ 44 cũng là hàng cuối cùng của phần họa tiết ha. Và mình được cái phần họa tiết như thế này. Nó sẽ ra hai chiếc lá dài, lá cao, lá thấp xen kẽ nhau ha. Thì ở đây sau khi đan xong phần họa tiết, cái độ mình sẽ có được một cái độ dài tính từ cái điểm kết thúc cho đến cái chỗ mà mình bắt đầu bắt mũi đây này. Được một độ dài khoảng 16cm ha. Thì bước tiếp theo các bạn sẽ tiến hành đan cho mình toàn bộ các hàng ca cho đến khi tính từ cái chỗ mà mình bắt đầu bắt mũi đây này đến điểm kết thúc, các bạn sẽ đạt được độ dài là 21cm thì dừng lại nha. Sau khi đan xong cái cụm họa tiết này á, thì lúc này mình sẽ có được tổng cộng là, để mình coi nè, các bạn sẽ có được tổng cộng là 320 mũi trên cây kim ha. Lúc này các bạn đếm một vòng tròn này nè, thì mình sẽ có được tất cả là 320 mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn sẽ đan được độ dài tính từ cái phần bắt đầu bắt ở cổ này cho đến điểm kết thúc dài 21cm nha. Và sau khi đủ 21cm thì các bạn sẽ dừng lại và mình hướng dẫn các bạn chia tay và thân nha. Như vậy là mình đã đan được một độ dài 21cm tính từ cái phần bắt đầu từ phần cổ áo đến điểm kết thúc ha. Và cái đoạn mà sau khi đan xong phần họa tiết á, thì cái đoạn mình đan thêm chỉ là toàn là các mũi ca thôi ha. Bước tiếp theo mình sẽ tiến hành chia thân và tay. Thì các bạn chuẩn bị sẵn một sợi dây và cây kim để mình chuyển các số mũi cho phần tay mình giữ lại. Thì đầu tiên các bạn sẽ đan cho mình 45 mũi ca. 1 2 3. Các bạn đan đủ 45 mũi ca giúp mình nha. Như vậy là mình đã đan được 45 mũi rồi. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành chuyển cho mình 69 mũi. Các bạn sẽ chuyển 69 mũi qua một cái sợi dây này để mình giữ mũi lại cho phần tay áo nha.
Đó, các bạn chuyển tổng cộng 69 mũi qua cây kim này giúp mình, qua cái sợi len này. Các bạn cứ đếm tổng cộng 69 mũi nha. Như vậy là mình đã chuyển được 69 mũi ra cái sợi dây này rồi. Các bạn sẽ cột lại để giữ mũi cho phần tay ha. Và đây là phần tay bên phải nha các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành bắt lên cho mình 3 mũi. Đây, các bạn cuốn sợi len qua ngón tay như vậy. Bắt lên được 1 mũi này. 2 mũi này. 3 mũi. Đến đây các bạn sẽ đặt cho mình một cái đánh dấu vào đây ha. Tiếp theo các bạn lại bắt lên cho mình 3 mũi nữa. 1 2 3. Vậy là ở đây mình bắt được tổng cộng 6 mũi ha. Tiếp theo các bạn tiến hành đan cho mình 91 mũi ca. Một, hai, ba. Các bạn đan đủ 91 mũi ca giúp mình nha. Như vậy là mình đã đan được 91 mũi cho phần thân trước ha. Bước tiếp theo các bạn lại chuyển cho mình 69 mũi cho phần tay bên trái. 2, 4, 6. Các bạn tiếp tục chuyển đủ 69 mũi cho phần tay bên trái nha. Sau khi chuyển xong được 69 mũi cho phần tay bên trái, các bạn lại bắt lên cho mình 3 mũi. 1, 2, 3. Sau đó các bạn sẽ đặt một cái đánh dấu thứ hai vào đây. Đánh dấu thứ hai cho phần dưới nách áo ha. Tiếp theo lại bắt lên cho mình 3 mũi nữa. 1, 2, 3. Vậy là tổng cộng hai bên ở dưới nách áo mỗi bên mình bắt được 6 mũi, vậy là hai bên tổng cộng 12 mũi ha. Tiếp theo các bạn sẽ đan cho mình 46 mũi ca còn lại. 1 2 3. Các bạn sẽ đan đủ 46 mũi ca còn lại thì nó sẽ gặp cái đánh dấu kết thúc hàng này nha. Như vậy là mình đã chia xong phần thân và phần tay cho chiếc áo này. Ở phần tay mỗi bên mình sẽ có 69 mũi. Và phần thân bây giờ lúc này mình có được tổng cộng là 194 mũi trên kim. Bước tiếp theo các bạn sẽ đan cho mình toàn bộ mũi ca. Bước tiếp theo các bạn sẽ đan cho mình toàn bộ mũi ca cho đến khi tính từ cái chỗ mà mình bắt đầu chia thân và tay này nè. Các bạn sẽ đo từ cái điểm này ha. Đến điểm kết thúc các bạn sẽ đạt được độ dài là 4cm thì dừng lại nha. Các bạn cứ đan các hàng ca thôi và bây giờ chỉ đan cho phần thân áo. Phần tay thì mình đã tách ra rồi ha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đạt được độ dài 4cm. 4cm tính từ cái phần các bạn đo tính từ phần này nha. Như vậy là mình đã đan được một đoạn dài 4cm tính từ cái phần mà mình bắt đầu chia thân và tay ha. Thì ở đây mình sẽ có tổng cộng tất cả là 3 cái đánh dấu, 2 cái đánh dấu là ở bên cái sườn eo, tức là ở dưới cái tay áo này nè. Và một cái đánh dấu ở phía sau lưng áo là cái đánh dấu bắt điểm bắt đầu cũng là kết thúc của hàng. Khi các bạn đã đan được 4cm tính từ cái phần mà mình bắt đầu chia thân và tay thì đến đây các bạn sẽ, đây là cái đánh dấu bắt đầu cũng là kết thúc của hàng ha. Các bạn sẽ đan ca đến khi còn 2 mũi trước đánh dấu thì dừng lại nha. Các bạn sẽ đan ca đến khi còn 2 mũi trước cái đánh dấu của cái phần ở dưới cái phần nách áo này nè. Mình sẽ tiến hành tăng mũi ở hai cái đánh dấu dưới phần nách áo này
Còn cái đánh dấu ở phần của cái điểm bắt đầu và kết thúc, mình sẽ không tăng mũi ở đây nha. Hàng này mình sẽ tiến hành tăng mũi. Như vậy là mình đã đan ca đấy, khi còn hai mũi trước cái đánh dấu ở phần dưới nách áo này. Thì đến đây mình sẽ tiến hành tăng mũi bằng cách mình vắt len lên để tạo thành mũi da over. Sau đó các bạn sẽ đan ca 2, 1, 2, chuyển đánh dấu qua kim phải, đan ca 2, 1, 2, da over. Như vậy là mình đã tăng được hai mũi ở phía trước và phía sau của cái đánh dấu ở phần dưới nách áo này ha. Mình sẽ gọi là cái này là cái đánh dấu của phần sườn eo nha. Tiếp theo các bạn lại đan ca đến khi còn hai mũi trước đánh dấu ở cái phần sườn eo này, thì các bạn lại tiến hành tăng mũi cho cái đánh dấu này ha. Vậy là mình đã đan ca đến khi còn hai mũi trước cái đánh dấu thứ hai của phần sườn eo, mình lại tiếp tục tiến hành tăng mũi bằng cách vắt len lên tạo thành mũi dan over, sau đó đan ca 2, chuyển đánh dấu ca 2, dan over, sau đó các bạn sẽ đan ca cho đến hết hàng, tức là gặp cái đánh dấu kết thúc hàng này. Và kết thúc hàng này mình sẽ tăng được 4 mũi tất cả. Mình chỉ tăng mũi cho cái đánh dấu ở phần sườn eo thôi ha. Các bạn đan ca đến khi gặp cái đánh dấu kết thúc hàng là mình đã hoàn thành một hàng ha. Như vậy là mình đã đan đến cái đánh dấu kết thúc hàng. Đến đây các bạn sẽ tiến hành đan cho mình một đoạn dài 4 cm, và các bạn sẽ tiến hành chỉ đan các mũi ca thôi ha. Các bạn sẽ đan ca cho mình một đoạn dài 4 cm. 4 cm đối với mình thì mình sẽ đan khoảng 12 hàng là nó đủ 4 cm ha. Còn đối với các bạn thì tùy thuộc theo các bạn đan lỏng tay hay chặt tay nữa. Thì sau khi các bạn đan được độ dài 4 cm thì các bạn lại tiến hành lặp lại hàng tăng mũi này. Và các bạn sẽ lặp lại hàng tăng mũi thêm 3 lần nữa cho mình nha. Đây là hàng tăng đầu tiên, các bạn lặp thêm 3 lần tăng nữa. Và mỗi lần tăng sẽ cách nhau 4 cm, các bạn đừng tăng liền liền nha. Cách nhau 4 cm các bạn mới tăng một lần. Cho đến khi các bạn đạt được số mũi là 210 mũi trên kim thì dừng lại nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn tăng đủ số mũi. Và phải ghi nhớ trong đầu là mỗi lần tăng xong thì phải đan một đoạn 4 cm thì mới được tăng thêm một lần nữa. Nếu các bạn cứ tăng liền liền á là nó sẽ không đủ kích thước và nó còn xấu chiếc áo nữa. Có một điểm lưu ý ở đây, khi mà các bạn đan hàng tiếp theo và gặp mũi dan over thì các bạn sẽ luồn kim xuống dưới để tránh tạo thành lỗ nha. Ở phần eo này mình sẽ đan cái mũi dan over không tạo thành lỗ, tương đương như ở phía trên gần phía cổ áo này ha. Như vậy là ở đây mình đã tăng thêm được 3 lần và mình có được tổng cộng là 210 mũi ở trên kim. Tiếp theo, sau khi các bạn đã tăng độ 210 mũi rồi thì các bạn sẽ không tăng mũi nữa, mà các bạn tiếp tục đan ca ở tất cả các hàng cho đến khi các bạn đạt được độ dài tính từ cái phần mà các bạn bắt đầu chia thân và tay này này. Các bạn sẽ đo từ đây ha, đến điểm kết thúc các bạn sẽ đạt được độ dài là 28 cm thì dừng lại nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đạt được độ dài cần thiết, hoặc là độ dài đó các bạn có thể điều chỉnh theo số đo cơ thể hoặc là sở thích của các bạn nha. Còn theo Trạc thì là sẽ là đủ 28 cm, đo từ cái phần mà bắt đầu ở dưới nách áo này nè. Như vậy là mình đã đan được độ dài 28 cm tính từ cái phần bắt đầu chia thân vào tay này đến điểm kết thúc ha. Thì bước tiếp theo mình sẽ tiến hành tăng mũi cho cái phần thân này để mình đi vào đan phần nẹp cho chiếc áo ha. Thì hai cái đánh dấu ở hai bên sườn áo ấy, mình đã bỏ đi rồi, mình chỉ còn giữ lại một cái đánh dấu ở cái điểm bắt đầu và cũng là kết thúc của hàng thôi ha. Thì trong hàng này các bạn sẽ tăng làm sao được 12 mũi cắt đều ở trong vòng tròn ha. Thì hiện tại mình đang có được 210 mũi, mình sẽ tăng tổng cộng 12 mũi để mình có được là 220 mũi trên cây kim này.
Thì để tăng mũi cách đều trong vòng tròn này, cái đầu tiên các bạn sẽ đan cho mình 17 mũi ca. 1, 2, 3, các bạn đan đủ 17 mũi nha. Như vậy là mình đã đan được 17 mũi ca rồi. Tiếp theo các bạn sẽ vắt len lên để tạo thành một mũi yarn over. Sau đó các bạn đan cho mình 18 mũi ca. 1, 2, 3, các bạn tiếp tục đan đủ 18 mũi ca ha. Như vậy là mình đã đan xong 18 mũi ca. Tiếp theo các bạn lại vắt len lên để tạo thành một mũi yarn over. Và mình đã kết thúc cụm công thức ở đây. Như vậy, theo nguyên tắc thì cứ 17 mũi ca các bạn sẽ tăng một mũi bằng cách tạo thành mũi yarn over. Tiếp theo cứ 18 mũi ca các bạn lại tăng một mũi để tạo thành các bạn lại tăng một mũi bằng cách đan mũi yarn over. Và các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Như vậy là sau khi đan xong cái hàng tăng này, các bạn sẽ tăng được tổng cộng 12 mũi ha. Và mình sẽ có được 222 mũi trên cây kim. Sau khi các bạn đã tăng được tổng cộng là 222 mũi trên kim rồi, thì các bạn sẽ tiến hành đổi sang kim đan 3mm giúp mình nha, tức là kim đan nhỏ hơn. Và các bạn sẽ tiến hành đan rip cho mình. Các bạn sẽ tiến hành đan rip 21. Mình để đâu mất rồi. Thì rip 21 các bạn sẽ đan. Các bạn sẽ đan một mũi K xen kẽ với hai mũi P. Cái mũi cuối cùng ở cái hàng tăng là một mũi yarn over. Tiếp theo các bạn sẽ đan rip 2. Các bạn sẽ đan rip 21. Đầu tiên sẽ là một mũi K. Sau đó là hai mũi P. 1 2. Tiếp theo các bạn cứ tiến hành đan một mũi K xen kẽ hai mũi P như vậy cho đến hết hàng. Và khi các bạn gặp mũi yarn over thì các bạn đan luồn xuống dưới để tránh tạo thành lỗ nha. Và các bạn sẽ tiến hành đan rip như vậy cho mình một đoạn dài 4cm thì dừng lại ha. Ở đây khi mình gặp mũi yarn over này các bạn, thì ở đây mình đan được một mũi K rồi, tiếp theo hai mũi P và đây một mũi P, mũi tiếp theo là một mũi P. Mình sẽ đan luồn ở xuống dưới này để tránh tạo thành lỗ ha. Khi các bạn gặp mũi yarn over, các bạn nhớ luồn xuống dưới của mũi đan để tránh tạo thành lỗ. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đan xong cái phần nẹp rip này được một đoạn 4cm ha. Sau khi các bạn đã đan xong phần nẹp được 4cm, được 4cm hoặc là theo cái độ dài các bạn mong muốn ha. Ở đây mình chỉ đan 3cm thôi. Thì mình sẽ tiến hành chiết kết thúc. Ở đây mình sẽ chiết kết thúc theo kiểu K nha các bạn. Cái đánh dấu này mình có thể bỏ đi được rồi ha. Tiếp theo ở đây các bạn sẽ chiết kết thúc theo kiểu rip giúp mình nha. Tức là mũi nào K các bạn đan K, mũi nào P các bạn đan P, đồng thời các bạn chiết kết thúc luôn. Đây mình đan một mũi K, sau đó một mũi P. Tiếp theo mình sẽ vắt cái mũi thứ nhất vòng qua mũi thứ hai. Mũi này ở đây mình là một mũi P thì mình lại đan P. Sau đó mình lại vắt cái mũi thứ nhất qua mũi thứ hai. Mũi K thì mình đan K. Và các bạn tiếp tục tiến hành chiết kết thúc như vậy cho mình cho đến hết hàng ha. Ở đây mình sẽ chiết kết thúc theo kiểu mình chiết như vậy, mình gọi là chiết kết thúc theo kiểu rip ha. Cái nào gặp mũi nào thì mình cũng chiết, mình đan theo kiểu đó và mình đồng thời chiết kết thúc luôn á.